À, xin chào quý tòa đoàn, à, các thầy cô cũng như anh chị đồng nghiệp. À, em tên là Huy Thịnh, đến từ Bệnh viện Hoàng Mỹ, Sài Gòn. Hôm nay em xin báo cáo bài à, với chủ đề uh, à, chữa sung zero t chữa sung không điểm vang, hướng đi mới trong tích cực MRI phổi. Thì như mọi người đã biết, MRI là một phương tiện chuẩn án hình ảnh gần như là cao cấp nhất, có thể khảo sát hầu hết các cơ quan cho hình ảnh sắc nét và chi tiết. Nhưng à, vẫn có một số hạn chế, vẫn số một có số vùng cơ thể mà em ra vẫn chưa thể nào tối ưu được thì với công nghệ ngày càng phát triển thì việc khắc phục những hạn chế đó uh, trở nên uh, dễ dàng hơn để hình em rai phổi trước đây không phải là mạnh nhưng với sự ra đời của chủ, chủ sung 0TM đã mở ra hướng đi mới trong việc tiếp cận em rai phổi vậy hạn chế trước đây của em rai phổi là gì đầu tiên đó là mật độ độ tôm thấp cũng như là t 2 ngắn của nhu mô phổi làm cho cơ quan này hiển thị cho các chủ sung gần như là tín hiệu chống cũng chính vì lý do đó tạo nên sự không đồng nhất từ chuồng ở, ở vùng cơ thể này. Và chuyển động của tim, phổi hoặc là chuyển động cơ hoành cũng là một trong những cái yếu tố ảnh hưởng đến việc mình ghi nhận hình ảnh. Và cuối cùng là hạn chế của em ra thông thường khi mà khó có thể thu được tín hiệu suy giảm nhanh của nhu mô phổi. và em ra phổi với chuỗi chủ sung zero TN thì có ưu điểm gì? đầu tiên thì tất nhiên đó là khả năng thu nhận những mô có T2 siêu ngắn và lợi điểm so với cách lớp vi tính là không sử dụng bức xạ ion hóa nhưng có vẫn có thể thu được hình ảnh 3D đẳng hướng với cái độ tương phản giống như cửa sổ phổi và bệnh nhân cũng không cần nín thở trong quá trình thực hiện và đây là chữ sung không có uh, tiếng ồn nên là bệnh nhân cũng sẽ thoải mái hơn trong quá trình mình chụp uh, với những ưu điểm như vậy thì chất lượng hình ảnh của chữ sung này thế nào thì vào năm 2021 Phát giả Trang và Cộng sự đã tiến hành nghiên cứu uh, khi mà so sánh chất lượng hình ảnh của các lớp vi tính và uh, chữ sung Zero tm thì cho kết quả khá khả quan khi khả năng phát hiện ở các nốt từ 2-4mm là 52% và ở tất cả kích thước là khoảng 71%. Uh, dù chưa thể vượt qua các lớp vi tính trong việc uh, khảo sát phổi cũng như là các bệnh lý phổi nhưng uh, chữ sung này cũng đã hiển thị ở uh, Uh, khá tốt hầu hết các tổn thương được phát hiện trên các lớp vi tính uh, về đường bờ về cấu trúc cũng như là những cái nốt vệ tinh đều mình đều thấy rất là rõ ràng uh, và đối với những bác sĩ mà có kinh nghiệm thì việc uh, phát hiện ký vết thủng cũng như tràn dịch màng phổi lượng ít uh, là có khả năng trong việc uh, chụp tiểu sung này uh, đó là về mặt định tính còn về mặt định lượng thì sao uh, khi mà so sánh uh, cái thể tích giữa cái cách lớp vi tính và gdi thì cho kết quả khá tương đồng có sự khác biệt không đáng kể và khi bệnh nhân đến với phòng mri thì mình không chỉ thực hiện duy nhất một chủ sung này đó là sự kết hợp của nhiều chủ sung có thể đánh giá cái tổn thương trên nhiều phương diện khác nhau thì với ca đầu tiên đối với những cái tổn thương đồng nhất và nhỏ thì mình cho thấy sự phù hợp giữa ở các lớp vi tính và chủ xung te với ADC Map Fusion. Nhưng đến với ca thứ hai khi mà tổn thương khá lớn kèm với vùng hoại tử thì lúc này việc xác định ranh giới của tổn thương thì rất là khó khăn. Thì lúc này MRI sẽ thể hiện cái điểm vượt trội hơn khi mình có thể dễ dàng phát hiện được cái tổn thương cũng như xác định kích thước thật của tổn thương trên cái hình ảnh Fusion với ADC Map thì về nguyên lý do tín hiệu suy giảm quá nhanh của như mô phổi thì TE thông thường của các chữ sung khó mà có thể thu nhận lại được thì uh, dựa vào cái nguyên lý đó uh, chữ sung này được phát triển để ghi nhận những mô có đặc tính như trên với T2 uh, với những mô có T2 siêu ngắn uh, TE thấp hơn 0.1 0.1 miligiây và kết hợp với máy ampli từ giường cao thì cho ảnh SNA và độ phân giải cực kỳ tốt đây là sơ đồ, sơ đồ chuỗi xung 0 tm Thì mình có thể thấy uh, vào cái uh, thời điểm bắt đầu khi mà xung RF và radian nhận tín hiệu sẽ được phát gần như là đồng thời giúp cho chủ xung này đạt giới tới tới giới hạn T, t bằng 0 nhưng khi mình nhìn vào cái ở giai đoạn đầu chữ xung khi mà chuyển từ Gradient phát sang Gradient nhận tín hiệu sẽ có một khoảng thời gian dead time sẽ không có thu nhận được tín hiệu ở ở vùng này tương ứng với uh, trung tâm của Caspay. thì uh, đối với uh, việc uh, thiếu hụt uh, tín hiệu từ trung tâm các uh, hãng sẽ có những cái phương pháp bù tín hiệu trung tâm khác nhau như là Siemens thì sẽ có chữ xung becher uh, sử dụng cái uh, ở uh, số 180 điền theo kiểu Cartesian vào trung tâm Caspay. Nhưng nhược điểm của chủ xung này là uh, nhạy với chuyển động. Và đối với GE là kỹ thuật WASP sẽ sử dụng một cái uh, RAN với cường độ thấp hơn tiếp tục điền xuyên tâm vào cái uh, trung tâm của Caspay. Và đối với Philip là sự kết hợp của hai kỹ thuật trên. Và kỹ thuật chụp uh, Gero TE tại Bệnh viện Hoa Mỹ Sài Gòn. Bệnh nhân sẽ yêu cầu đồng bộ nhịp thở dưới đây là hình ảnh nhịp thở đạt yêu cầu với sóng thở uh, tối ưu là khoảng từ 15 đến 20. mươi uh, tiếp theo là việc gánh đai thở uh, ảnh hưởng khá nhiều đến uh, kết quả mình thực hiện chữ sung. Thì uh, đầu tiên về việc uh, xác định vị trí gánh đai thở thì mình sẽ quan sát bệnh nhân trong một vài nhịp thở để có thể xác định được cái vị trí có biên độ thay đổi lớn nhất trong quá trình bệnh nhân hít thở có thể là dưới cơ hoành hoặc là ngang bụng. Uh, tiếp theo đấy là độ căng của cái dây đai thì đai hô hấp nên có cái biên độ đổ thay đổi từ 0.5 đến 1 in so với nhịp thở của bệnh nhân uh, không quá căng cũng không quá trùng uh, uh, hình số 1 là hình đặt yêu cầu đây là rô côn dự kiến tại bệnh viện Hà mỹ sài gòn mọi người có thể tham khảo uh, tiếp đến là các sáu ảnh thường gặp thì đầu tiên đó là sáu ảnh của uh, nhịp thở đây là hình ảnh bệnh nhân trước và sau khi hướng dẫn uh, bệnh nhân uh, thở đúng thì uh, ở hình đầu tiên mình có thể thấy xảo ảnh gót sinh tại vị trí cơ hoàn cũng như khí khoản được khắc phục hoàn toàn khi mà bệnh nhân được hướng dẫn lại uh, đường bờ tổn thương cũng trở nên rất là rõ ràng cũng như là um, khắc phục được cái xảo ảnh hai bờ tại vị trí thành ngược trước uh, vị trí tay cũng ảnh hưởng đến cái chất lượng hình ảnh uh, bệnh nhân sẽ được yêu cầu rơi tay lên trong quá trình mình thực hiện thì uh, nếu mà đưa tay xuống thì mình sẽ uh, bị cái ảnh uh, trich artifact uh, sẽ cuộn vào cái vùng uh, nhu mô phổi mình khảo sát đây là một số ca thực tế tại bệnh viện hoàn mỹ sài gòn uh, đây là một tổn thương uh, ở thùy trên uh, phổi phải khi mà so sánh cái uh, kích thước cũng như là thể tích đều cho kết quả không có sự khác biệt lớn đây là một khối u tại thủy dưới phổi phải. Mình có thể thấy được cái đường bờ cũng như là vết xa xẹo hiện lên rất là rõ ràng ở cái chữ sung này. Về hạn chế của kỹ thuật thì xào ảnh của chuyển động hô hấp vẫn là một thách thức lớn đối với việc chụp em rai phổi và cần sự hợp tác lớn đến từ bệnh nhân. Và thời gian của tô hình của chữ sung này tương đối dài từ khoảng 4 đến 6 phút. Sự không được mất từ trường cũng như là đất gây dễ xào ảnh ở cái uh, vùng cơ quan này khi mình thực hiện thì kết luận đối với những bệnh nhân có nốt phổi uh, khối u tính cần theo dõi định kỳ trong thời gian dài uh, thì việc sử dụng cách lớp vi tính thường xuyên sẽ gây ra mối bệnh tâm về sự phơi nhiễm uh, bức xạ quá mức do đó em ra kỳ vọng trở thành cái phương tiện kiểm tra hình ảnh phổi thường quy cho bệnh nhân đặc biệt là chị em và phụ nữ mang thai đây là tài liệu tham khảo em xin cảm ơn